Hôm nay chúng ta quay lại với chúng mình nhá. Mà hôm vừa rồi thì vừa mới hết lục trời thôi. Hôm nay thì đổi mới tí, chúng ta thỉnh thoảng đã đưa một chút các cái kiến thức liên quan đến đầu tư, đúng không? Có khá nhiều, đúng không? Hôm nay thì mình bắt đầu thử với eShop. Thế thì cũng có rất nhiều cái để gọi là thêm, đúng không? Chúng ta có eShop này, chúng ta có phát hành riêng lẻ này. Rồi đôi khi nhiều bạn đầu tư bạn ấy hỏi là tại sao vào ngày đáo hạn phái sinh thì nó hay biến động thế, đúng không? Có thể sau này mình sẽ làm thêm những cái ví dụ như thế, đúng không? Để chúng ta có thêm cái kiến thức cơ bản, đúng không? Để đầu tư. Tuy nhiên đây là cho những người đã đầu tư rồi, đúng không? Chứ không phải mấy cái chuyện bảng giá. Và cũng có thể là nó sẽ cũng có thể cái chuyện này nó sẽ hỗ trợ thêm cho vấn đề đầu tư, đúng không? Mình thấy cần thiết cho nên là tranh thủ lần này thị trường nó cũng xuống view cái thì có khi cổ phiếu nó cũng chỉ đi ngang thôi hoặc trôi nhẹ cho nó không thể lên được. Thế chúng ta bổ sung thêm kiến thức, đúng không? Gọi là giám đạo vài buổi xem nó như nào. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có từ eShop nhé. Mình vừa xuất mạng thì thấy đại khái nó là từ mấy từ đầu tiếng Anh đó. Employee Stock Ownership Plan đó. Đại khái là dịch cho tiếng Việt thì đây mình xuất mạng thì dịch ra là chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho các bộ nhân viên. Thì chúng ta chủ yếu là mình sẽ đi hai cái này chính thôi, khái niệm và một số cái ưu nhược khi mà chọn cổ phiếu thì cũng rất hay gặp cái này. Mình biết là hình như là các cái công ty lớn ấy mà nhất là VN10 là họ hay dùng chúng ta sẽ thử nhá. Và nhất là công ty tư nhân nhân là hay dùng, còn là mấy nhà nước thì ít dùng. Đây, công ty phân loại như vậy. Thực ra lên sàn thì lên sàn chứng khoán cũng có nhiều mục đích, và cái theo như mình hiểu thì cái ESOP này cũng là một mục đích, ESOP cũng là một mục đích để lên sàn. Thế thì là sẽ phải trình bày cái này thì mới đầu mới nói được cái này. Thế thì mình sẽ quay lại bắt đầu thử với thế giới di động. Đây được coi là một công ty cực kỳ hay triển khai cái này, cực kỳ nhiều luôn. Có thể thấy từ hồi lên sàn đến giờ là tháng 7, 24 thì mình nhớ là cái bóng nó đã có rồi. Đấy, bắt đầu từ tháng 12 là bắt đầu thấy xuất hiện rồi. Và rất nhiều. Và chúng ta sẽ thử tìm cái gần đây xem như nào nhé. Và như tháng 3 này coi này. Và chúng ta sẽ cùng thử. Và chúng ta sẽ luận đúng không? Quy định thì về xong. Và thực ra cái này thì theo ý hiểu của mình thôi chứ còn cũng chưa cần phải lật luật ra, đúng không? Mọi người có thể tự bật được cái này, Google này ra thôi. Rồi rồi đấy, chúng ta sẽ cố gắng trong quá trình vừa giải thích kia vừa ấy. Mình gần đây thì mình hay đi đi dạy, đúng không? Có nhiều bạn bạn ấy cũng hiểu sơ bộ cái này rồi, đúng không? Nhưng mà vẻ như là một số cái vẫn chưa ok hết 100%. Thì chắc là nhân nhân dịp đấy thì mình cũng public luôn. Chúng ta hiểu gì nói đấy. Còn chúng ta bấm đây nha. Và đợt này là cổ tức cổ phiếu thì không lo gì rồi. Tính cái đợt ESOP ra. Đây. Và chúng ta sẽ vào thử nha. Đợt ESOP còn đây là tháng 3. Và tháng 3 của 2022. Mới mấy tháng trước. Bây giờ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ những cái từ những vụ phát hành gần đây của Thế Giới Động nhá. Chúng ta sẽ kiểm tra xem như nào. Và ngày 28 tháng 3 rồi, tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành là 713 triệu, lưu hành là 712 triệu. Như vậy là cái phần lệch này
Còn này còn thiếu mấy trăm nghìn này thì là do quỹ rồi, đó, một số nhân viên nghỉ việc. Đúng rồi, 220 nghìn. Thì cái đợt phát hành này của Thế Cộng là so với cái gốc mà 712 triệu này thì tương với 2,6%. Thế thì về mặt nguyên tắc của luật ấy, họ có quy định như này là một năm ấy thì không được phát hành quá 5%, mà tức là bản lượng như này, số lượng đăng ký đấy phát hành. Ví dụ như hạn người bạn đang có 100 triệu cổ thì cái đợt ESOP cho hôm nay là tối đa chỉ 5 triệu, và giữa hai lần tối đa đấy thì hai lần cách nhau, và tối đa đấy là phải cách nhau là phải là trên 12 tháng. Và ví dụ như năm nay phát hành tháng 7 thì có muốn bán gì thì bán, thì sang năm cũng phải bắt ở tháng 7, chứ không thể nào là thích thì vừa tháng 7 năm nay này tháng 1 năm tới lại quét luôn, là như thế là không không ổn, đúng không? Như thế đây là tại giống như kiểu là không được phát hành rồi xong, vì nó vẫn có cái nhược rồi. Cái này không ảnh hưởng đến cổ đông đúng không? Trên sàn lớn quá chắc chắn nó có ảnh hưởng. Và đấy là mình về mặt luật đúng không? Ở đây thì thấy thế giới động phát hành là 2,6% đúng không? Chúng ta có đợt phát hành ESOP đúng không? Đây là thế giới di động. À, lúc đấy là tháng 3 2022. Nếu mà chúng ta khách quan một chút thì nó sẽ thử cái giá cổ phiếu đó, tại ngày ký này là ngày 28 tháng 3, hình như là trước đợt thị trường rơi. Đúng rồi, thời điểm này giá cổ phiếu đang nằm trong 4 nhận. Đấy, rất cao. Và đây thì họ muốn phát hành là số lượng cổ phiếu lưu hành thôi. Ở đây là 712 triệu. 8,33. Chắc có khi mình nhầm đúng không? Rồi. Phải cái. Thì dưới này là số lượng mà họ muốn ESOP phát hành ra, quy tắc nhé. Theo như số này thì họ muốn phát hành là 19, 2 triệu phiếu, và cái này tương đương với theo như thế giới là 42,69%, rất cao. Đây là tỷ lệ khá. Và hồi đầu mình nhớ những cái năm mà vừa mới lên sàn là Thế Động thường phát hành khoảng 5% luôn. Sau đó mấy năm sau thì do bị phản đối nhiều quá thì họ rút xuống còn 3, và bây giờ thì tỷ lệ này cũng gần 3 rồi. Năm đầu thì thậm chí còn cho không cơ, đúng không? Bây giờ thì phát hành cổ phiếu. Thế thì đại khái ý định của cái ý định của cái khái niệm là như này. Mà theo như mình hiểu thì nếu mà dùng đúng, dùng đúng thì đây là một cách để thúc đẩy kinh doanh cách rất hiệu quả. Thì nói chung như mình thì cũng gọi là nó hơi khoan khoái một tí, nó hơi 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 đối với sale thì sẽ là hơi khoan khoái một tí. Ví dụ chẳng hạn như nào là dùng đúng nhá. Ví dụ chẳng hạn ngày xưa thì mình cũng có dạy một bạn đúng không? Trao đổi, bạn ấy cũng quản lý một cửa hàng, đúng không? Đấy thì giao chỉ tiêu. Được giao chỉ tiêu, ví dụ như là bao nhiêu nhỉ, được giao chỉ tiêu là đâu như bạn nói là 2 tỷ 7 một tháng gì đấy đúng không? Đại khái thì chỉ 30 ngày thì chắc là mỗi ngày khoảng hơn 60 triệu, à hơn 60 triệu đúng không? Đấy, số bán hàng đúng không? Đại khái như thế. Thế thì bây giờ là nếu mình đạt chỉ tiêu đúng không? Nếu đạt chỉ tiêu đúng không? Tính cả năm, ví dụ như là mình 8 tháng đúng không? Thì lúc này được coi là mình hoàn thành các ghép đúng không, sẽ được hưởng một số các cái ưu đãi lợi ích đúng không, vì theo phân cấp của công ty tại cái vùng đấy đúng không? Mình ok đúng không, gọi là
phân cấp vùng đấy là mình ok với chỉ tiêu của công ty giao cho nên là đã được thưởng một số các cái chế độ, trong đó thì đáng chú ý thưởng cổ phiếu đại ESOP kìa. Ví dụ ở đây các bạn thấy đây thì chỉ được có 567 người thôi và không biết sao lần này phát hành là ít như vậy và rất ít, nhưng mà nhớ năm ngoái nhé và cái đợt phát hành nó đại chúng hơn và đợt một trong hai đợt này đi để quay lại nhé. Một trong hai đợt kia và gần đây thấy có vẻ đây cái đợt 13 triệu này, năm ngoái có hai đợt, có thể chắc cộng hai đợt này thì gần đủ 5% rồi. Đợt này là 2 và cuối cùng đợt này là 0 thì nói số lượng ở đây 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 chắc là khoảng 3 rồi đúng không? Mình tự lấy 13 triệu cho chia cho khoảng tầm 453 triệu kia thì chắc là khoảng tầm 3 rồi đây này, và đợt này họ bán được 5.000 người đúng không? Đợt này chắc có khi bán lại có mấy trăm người đúng không? Và như vậy là tình hình như này đúng không? Và nếu mà để cho nó còn là đúng hơn đúng không? Tại vì mình nghĩ là nếu mà bán 500 người thì chắc là không được bao nhiêu đâu đúng không? Nhưng mà cái đợt phát hành là lấy cái phát hành kia đi, nó đã trúng hơn tháng 1 và 2021 theo thời điểm đấy họ đang cái tháng 4 rồi đây là 453 triệu. Mình ra là 452 triệu nhé. Và báo cáo gần nhất là như vậy. Và còn lại số lượng mà họ muốn bán thì như là 13 triệu. Mình đang nhìn thấy đây. 13 triệu, bao gồm khoảng 600.000 vốn quỹ. Vậy rất cao. Theo cái này thì mình nghĩ chắc là khoảng 3%. Và ở đây một số cái điều kiện nữa mà mình nhìn thấy. Chúng ta hay nhìn thấy có mấy điều kiện. Ở đây là hạn chế 4 năm. Mỗi năm là giải tỏa 25%. Mình sẽ tí nữa mình sẽ nói này. Phía này thì chúng ta có bán giá bán là 10. Năm ngoái chắc là giá cổ phiếu thấy động thời điểm rất là cao. Giá phát hành đây là 10 ngày. Còn lại số lượng lao động được hưởng đó. Là 529 mà số lượng lao động mà được đó. Như vậy rất cao luôn. Ở đây để cho chính xác xem là có bao nhiêu người thời điểm cuối năm 20 đúng không? Thì chúng ta xem cái đợt tháng 1 của năm 21 đấy là bao nhiêu người được đúng không? Chúng ta sẽ làm báo cáo năm như là nếu phần đầu có thì vậy. Thời điểm này là đang có 68.000 nhân viên đúng không? Sáu mươi tám không chín bảy như vậy thì về kia là khoảng 8% nhân viên đúng không? Như vậy là có cứ 100 người thì có 8 người được hưởng đúng không? Đấy, như vậy khả năng họ đâu chắc bây giờ có đâu khoảng trên dưới 4.000 cửa hàng gì đấy lâu lắm mình không check khoảng trên 4.000 cửa hàng. Thế thì đại khái là cái 5.000 người được hưởng thì chắc là chuẩn xác rồi đúng không? Vì bên cạnh ban điều hành lãnh đạo rồi một số lãnh đạo cấp trung gian đúng không? Chúng ta có một lãnh đạo cấp trực tiếp là chính là các quản lý cửa hàng. Thế thì khả năng là những người quản lý cửa hàng này nếu mà đạt những cái target nhất định ấy, thì sẽ được tham gia vào cái sau này.
phí khai thác nữa thì chúng ta sẽ chia trung bình, đúng không? Chúng ta có 13 triệu 8333 chia cho 5.290 người, như vậy mỗi người được khoảng 2.400, đúng không? Và 2.400 đây là trung bình nhá. Tất nhiên là lãnh đạo sẽ nhiều và nhân viên thì phải cấp dưới thì phải ít hơn, đúng không? Cho cả những người xuất sắc thì là nhiều hơn. Ví dụ chẳng hạn như là bạn đặt chỉ tiêu tối thiểu như này, đúng không? Giả định nhá, chỉ tiêu tối thiểu như này, có thể theo cái quy chế nào đấy của công ty thì họ sẽ được hưởng 1.000 cổ phiếu đi, không nhiều. Thế thì thời điểm đấy 1.000 cổ phiếu với giá 10, đúng không? Triệu. Thế thì lúc này là giá cổ phiếu của Di Động thời điểm là tháng 1 của năm 21 đây, đúng không? Mình thấy thì lúc thì 120, lúc thì 130, đúng không? Mình cứ cho là khoảng, gọi là chỗ này cuối tháng 1 đi, là mình cứ cho là khoảng 125 đi, đúng không? Vậy là cổ phiếu tháng 1, đúng không? 2021 khoảng 125. Đấy. Thế thì suy ra là cái nghìn cổ gốc kia sau này mà được bán, đúng không? Thì sẽ có giá là có giá tạm tính, đúng không? Nếu được bán nhé, không phải, thì sẽ có giá tạm tính là 125 triệu đồng. Và như vậy là gì? Bạn chỉ nộp vào có 10 triệu, và nếu được bán ra thì là 125 triệu, khoảng lệch rất lớn, lệch cực kỳ lớn. Tuy nhiên là nhưng cái này không phải là án không, bởi vì ví dụ chẳng hạn như là nếu bạn đạt ví dụ như là vượt qua tỷ 7 đi, tối thiểu đi, thì có thể họ cho mình 1.000. Nếu bạn đạt và chênh lệch là 110 và 125 triệu, nếu bạn đã cao hơn, đúng không? Ngoài bạn đạt là 2 tỷ, có thể lúc này bạn sẽ không phải nghìn nữa mà bạn sẽ được 1.500, đúng không? Tất nhiên là bỏ tiền ra là 15 triệu, và chúng ta nhân với 125 nhân với 1.5 lần, và là 187 triệu, và lệch khá lớn. Nếu bạn đạt là 2.4 tỷ, đúng không? Cái số thì lúc này bạn có thể thậm chí được 2 tỷ, và cứ thế, và là cái mình diễn đạt thì nó kiểu vậy, đấy gọi là vân vân. Như vậy chính sách này nếu mà áp dụng thì nó hơi giống giống khoán, đúng không? Chúng ta sẽ cảm giác là giống khoán, và cứ lãi cao, đúng không? Mình được giao một bộ phận, một chi nhánh, một khu vực, đúng không? Hoặc là tối thiểu là một cửa hàng, hoặc là giống như bên ngân hàng thì bạn được giao là giám đốc một chi nhánh ngân hàng, đúng không? Và hiện nay chi nhánh của bạn ở khu vực Hà Nội, đúng không? Khu vực theo phân cấp của ngân hàng là khu vực cao nhất, do đó thì chỉ tiêu về dư nợ tín dụng, rồi lợi nhuận, đúng không? Rồi phát triển khách hàng, rồi số tài khoản mới, thì các kiểu gì đấy, đạt các cái chỉ tiêu như tối thiểu như này, đúng không? Như vậy là bạn sẽ được thưởng cái cổ phiếu ESOP. Vâng, cứ đa dạng cao bao nhiêu, mức bấy nhiêu, đúng không? Đấy. Giải thích là sao họ có thể có 4-5 nghìn cửa hàng.